Xin chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hiện tại sáng sớm mình đang tiếp tục có mặt tại công trình cầu Khe Trang. Như tập video trước các bác cũng được biết là anh em đã làm công trình cầu Khe Trang này đến tập 85, hôm nay sẽ là tập 86, là ngày cùng bà con làm việc cuối cùng tại công trình, chính thức hoàn thành và xong công trình các bạn. Hôm nay phải nói một ngày rất là vui và bao nhiêu ngày vất vả chờ đợi cùng bà con dân bản thi công trình cuối cùng cũng đã xong. Hôm nay anh em sẽ cùng bà con thu dọn đồ đạc và dọn dẹp công trường. Còn những chỗ nào cần sửa hay là xử lý anh em sẽ làm xử lý nốt. Sáng nay thì vừa gọi bạn Khoa, phó thôn điều cho mấy anh em thanh niên bản xuống để hỗ trợ anh em chuyển đồ vào gửi trong bản. Để mấy hôm nữa khánh thành công trình thì anh em sẽ chuyển đồ đi về sau các bác. Ok, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video. Đây phía bên này sáng sớm anh Trinh đã dỡ cốt pha. Hôm qua anh em cùng bà con vừa đổ xong cái trụ cầu đấy. Ngay vừa gắn cái biển vào đây. Biển Tiếng Gọi Vùng Cao, công trình cầu Khe Trang, xã Nậm Mười, nguồn tài trợ Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Khảo sát thiết kế tem Đà Nẵng, tem Tiếng Gọi Vùng Cao, điều hành giám sát thi công Tiếng Gọi Vùng Cao, nhân dân bản Khe Trang, Khe Vác, Khe Kim, khởi công ngày mùng 5 tháng 5, hoàn thành ngày mùng 10 tháng 7 năm 2024. Đây là anh em đang gắn nên là nó dính bụi xi đấy, lát nữa gắn xong lau đi sạch bóng ngay. Đây, chuyển sang bên này thì các thanh niên bản xuống để cùng anh em thu dọn đồ đạc rồi. Này sẽ mang đi để gửi trước. Anh em ấy có sáng nay có mang mấy cái bao lên ở xe, kẹp ở xe, mấy cái đồ bé thì cho tống hết vào bao, còn đồ to thì tí mình cho lên tractor thôi. Đây phía bên lán của anh em, hôm qua mình vừa từ đây về buổi chiều thì gặp một trận mưa rất là lớn các bạn, nên là bị sét đánh trúng đoạn dây điện anh em dẫn của bà con vào đây. Thế là cháy hết thiết bị, cả cục sạc các thứ của anh em bị cháy hết, cả ba cái quạt nữa thôi, hai cái quạt mini và một cái quạt của anh Ninh cũng bị cháy. May mà người không sao các bạn. Đây, vừa có một cái tia sét đánh xuống cái dây điện của anh em. Trinh vừa mới hoàn hồn là tỉnh lại đây. Cũng may, rất may là Trinh đã đứng ở trên
trên sàn rồi. May quá thì các thiết bị như là quạt rồi là các thiết bị như mấy cái cục sạc này gọi là pin miếc của anh em là đã cháy hết rồi. Và dây điện cũng đã cháy hết rồi. Cháy hết dây điện luôn. Đấy, nhưng cái dây điện này rất nguy hiểm luôn. Ta chun và cháy hết rồi. Do dòng điện nó quá mạnh. Nó đánh vào bên kia luôn. Đấy, lại tiếp tục rồi. Tia sét rất lớn luôn. Đánh vào khu vực dây điện của anh em mà nó nhiễm ở đâu không biết. Là nó đã cháy hết dây điện. Những cái dây điện này nó cháy hết rồi, nổ hết rồi. Cái dòng nó quá lớn. Đây bên này nó cái ổ cắm này nó đã cháy hết rồi. Ủa nổ kinh luôn. Nổ hết luôn rồi. Những cái thiết bị điện thì là coi như là đã cháy hết rồi. Rất mạnh luôn. Quá nguy hiểm. Giờ mưa to là xét nó đánh. Quá sợ rồi. Đấy là Trình vừa mới hoàn hồn lại xong mà vừa nó đánh. Đánh khói tung hết cả dưới đất này lên luôn. Đấy là đã cháy hết rồi. Những cái dây điện ổ cắm này là cháy luôn rồi. Quá sợ luôn. Có những cái quạt là coi như là đã cháy hết rồi đấy. Còn xét đánh. Có cái sạc của anh em sạc pin máy quay rồi hay là sạc pin điện thoại coi như là cũng đã ra đi hết rồi. Rất nguy hiểm luôn đấy. Khả năng Trinh tắt máy quay không đâu. Xét chiếc này rất nguy hiểm. Này anh em sẽ thu dọn hết đồ đạc thì tối nay không phải ở lại trông nữa. Đấy, mấy cái đồ bé bé anh em cho vào bao. Còn đồ to to thì mình tí khinh thẳng lên xe tắc tơ thôi. Đấy, bơm có cho vào bao được không? Ừ, cái đấy cũng cho vào một cái xô nào đấy. Đấy. Bơm đấy cho vào bao đi. Cả dây nó cho vào một bao. Tí mấy đồ nặng nặng kia mình cho máy xúc ra cẩu lên. Anh mình sẽ đánh tắc tơ quay đầu lại để tí mọi người cho quay đầu lại đi vào đây. Cho đồ lên xe luôn. Có lấy hết. Tí cho lên thùng là được. Có đồ đạc gì mình lấy hết luôn. Cho hết lên thùng xe. Cho cả cái máy đầm kia lên sát vào thành trên ấy, xong mình buộc vào.
À, 5 anh em mình. 4 năm anh em. Một tay cầm trên, một tay cầm dưới này, bốc lên. Mình phải vào chắc trước nhá. Bắn bụng cao lên. Cao lên tí nữa. Ai làm một phong ăn cho ngang ngang ở đây luôn được mà. Để chi, để chiều đấy tí nó lăn đấy. Cả đầm cóc đấy cũng cho sát lên trên chỗ máy phát điện kia. Chắc phải bỏ cái máy hàn ra cho máy đầm cóc vào chỗ máy phát điện, máy hàn ấy. Tí mình mới buộc được vào cái thành kia. Cho ăn mệt cũng cho nằm gần thành kia xong là tí nó buộc vào. Không sợ sợ nó đổ ấy. Buộc vào cho nó đỡ đổ. Mấy rưỡi sắt. Để ở trong lán này nó mọt đã quá. Cũng 3 tháng rồi đấy. Những cây tre bà con mang đến để lợp nó mọt ra hết rồi. Và phần phía chỗ ngủ anh em còn phải căng bạt vào đỡ bụi. Đấy, mỗi một công trình là một sự góp sức của bao nhiêu cái máy móc đó. Mỗi máy móc đều phải sử dụng đến vài lần. Nhất là chiếc máy phát điện kia. Máy phát điện là hầu như anh em phải sử dụng liên tục luôn đó. May được cả anh em có chiếc xe tractor này nên là chuyển đồ đạc các thứ cũng tiện. Đây phía đường dẫn thì hôm qua anh em đổ thêm 4 mét nữa. Nó đã vượt ra đến ngoài này rồi. Ở chỗ anh em vừa đổ này, hôm trước nó lầy lắm. Đấy. Phía bờ kè được từ hôm trước thì nó cũng không sạt xuống mấy. Nó vẫn sạt một tí ở chỗ này thì đã có cái giỏ đá nó chắn. Nếu mà muốn giữ được hẳn thì sẽ rất là khó. Nhìn lên đây, hôm qua chỗ này nó còn chưa nứt đâu các bạn. Nhưng mà còn một đêm nữa nước ra nó gần sạt xuống hết cái mỏm này rồi. Nước ở đây nó cứ chảy đều đều theo cái rãnh này. Hôm nay anh em chuyển đồ đạc đi hết lán thì vẫn để lại thôi. Hôm nay chuyển đi hết để tối đỡ phải trông nữa. Đấy, cả cái phi dầu cũng cho lên trên thùng xe luôn. Rồi mang sang nhà anh gửi. Hãy cho đem gửi nhờ đồ mấy hôm nhé. Anh bây giờ chọn nó rõ là nó đứng lên. Anh lại rõ. Nhưng mà bây giờ còn nhiều đồ không? Cứ cho đứng lên sát là đứng lên. Cho nó khá là phải nhỉ.
Vào có át không? Có át hai át mà hai át bị à? Hôm qua trong bản mình có nhà nào bị cháy đồ đạc không? Hôm qua trận mưa to quá. Qua anh từ đây về còn may còn đi qua cái đoạn trơn trơn rồi. Ừ. Đi qua hết dốc đấy bắt đầu mưa. Xong về đến nhà nghe anh Trinh bảo là bị sét đánh trúng gần lán. Cháy hết đồ rồi. Em đang kiểu là vừa đi nhỉ. Vừa xuống dưới đất xong cao lòng nước cho nó ra ngoài không nó, cho nó xuống ao. Vừa về đến đấy đứng ngay chỗ máy bàn đấy. May mà không có điện. Quang cá. Một bên thôi. Ok, nó sẽ rửa hết tên quả. Tăng. Quá nhiều vô. Gà chia tao thế tao tao bảo đây chỉ là chỉ như vậy chứ ý liệu tao chưa ở đây ý liệu cái có cả cái gì chỉ liệu chia kể đúng đầy xe một chuyến luôn các bạn. Nghe mà con bảo ở ngay đường đi vào bản kia nó bị sạt đó. Nên là chắc xe tắc tơ không vào được đâu nên là phải cho máy xúc vào để gạt sửa đã. Mới xe mới qua được rồi. Anh Trình cho máy xúc đi sửa, mình sẽ đánh tắc tơ đi rồi. Sạt ở ngay chỗ cái lán kia. Ô tô hoàn toàn không thể lên được rồi. Đây chỗ này bắt đầu sạt. Thì nó có khe nước chảy ra đây có. Đây nó nứt hẳn một cái khe xuống. Cái khe xuống nó vòng lên tít trên này cơ. Hình như là nó sạt hẳn một quả đồi khu vực bãi ngô này rồi. Trước là cái mặt đường này nó bằng phẳng nhé. Bằng phẳng đi theo cái mép đường trên này. Thế mà mấy hôm nay nó mưa suốt nên nó sạt hẳn xuống khoảng độ này phải hơn mét rồi, tầm mét rưỡi rồi quá khiếp nhỉ. Nó sạt hẳn cái khu vực này xuống này, thành một cái bậc rồi ấy. Chiếc đoạn này nó bằng phẳng lắm mà mấy hôm nay mưa suốt nên là sạt nó sẽ chảy theo dải cái dọc con suối này xuống. Khá là nguy hiểm cơ. Nhưng mà từ cái điểm chỗ kia máy xúc vừa qua là còn cách xa cầu của anh em lắm. Cách xa cầu khoảng độ
100m. Cho máy xúc về đây sửa đoạn này thì mới lên được không? Không thì tắc tơ không lên nổi đâu. Đứng ở chỗ này có thể thấy nó sạt xuống, nó ngang tầm ngực anh Trinh cơ mà. Trinh ngồi trên máy à. Kiểu nó có cả một cái khu vực mỏm đồi, nó cứ trôi dần, nó như kiểu ngồi trên đá ấy không? Trôi dần xuống. Nhìn máy xúc đi lên còn nghiêng hẳn. Bây giờ phải làm vát dần từ cái chỗ anh Thắng đứng đi xuống, không là nó tức dốc quá. Tí ra cơ của anh em lên thì nó sẽ chạm gầm phía nối theo cái thùng ấy, cái móc. Trước từ đoạn này đi xuống có dốc mấy đâu. Bây giờ dốc hẳn hơn mét này rồi. Em còn tưởng phải đi hết cả mảng này rồi đấy. Ừ. Trôi hết cả mảng này là không có đường đi vào. Nước nó cứ xuống, nó cứ chảy thôi. May là nó còn cách xa cầu. Cái cầu của anh em đối diện ngay dưới này. Nó trôi của cả cái khu vực chỗ con trâu đang đứng này. Từ trên xuống. Trôi dần từ cái mép có con bò đây. Hai chỉ là chỗ mà tùy con tâm dưới là chỗ mình nhìn rồi. Hai là khu vực này. Đâu vậy? Hấp mất cái lò từ chú lên mang về dính mày đi. Cái này xe máy mình chở đồ nặng đi còn khó ấy nhỉ? Đi đâu? Đi xe công rất đi ở đây chưa giàu thì ông nói em ngủ lắm không xuống được như thế này. Đây từ đây đi vào bản chỗ anh em gửi đồ chắc khoảng 200m nữa, gửi nhà anh Thắng ngay đây rồi. Khu vực ở Khe Trang này cũng khá là cao nhé. Nếu mà so với suối Dầm thì chắc phải ngang với suối Dầm đấy. Phía từ bên bản Khe Trang này đi Khe Kim này đi thì ngay giáp với bản suối Dầm. Phía bên đường dưới này là đường anh em đi An Lương này. Dưới này có một con suối to dẫn đi xuống. Để máy xúc đứng để múc còn nghiêng hẳn đi như này.
Con này là con đường duy nhất độc đạo mà bà con ở thôn Khe Trang, Khe Kim qua lại hàng ngày. Còn may một chút là nó chỉ xả từ đoạn này đến đoạn ba xe máy thôi, nếu không nó phạt vào gần đến cầu là hơi bị nguy hiểm. Hẳn một khu vực này, chỗ này bà con cũng trồng ngô này, trồng cỏ voi để nuôi chăn trâu và chăn bò suốt đấy. Giáp với khu vực này còn có cả ruộng bậc thang của bà con nữa. Chỗ này mà mưa lại sợ trơn đấy nhá, dốc như này. Cũng khá trưa, sẽ cho xe lên để mọi người bốc đồ xuống đây.
ok rồi, đây là chỗ nhà anh Thắng mà đợt đầu tiên anh em vào chuẩn bị làm cầu, có vào đây gửi đồ một lần nữa. Đây phía máy trộn và cái máy đục đá của anh em vẫn còn để đây. Chào cha bà nhá. Thấy anh em cho xuống phát. Cho xuống rồi về nghỉ thôi, cũng khá muộn rồi. Mạnh lên. Máy đấy phải đông người nhá, 4 người nhá. Thêm người sang đây nào. Ok, cảm ơn anh em nhé. Anh em về nghỉ đi, hôm nào hẹn gặp nhau hôm khánh thành nhá. Anh Thắng cho em gửi đồ nhé. Vâng, chắc tí anh em rút quân luôn thôi. Vâng ạ. Ăn cho cơm về chiều về. Vâng, cảm ơn gia đình nhé. Để hôm nào khánh thành thì gặp nhau sau. Vâng ạ, anh em về đây. Về đến đây thì đang thấy anh Trinh làm cái rãnh sửa đường cho bà con. Cái đường lúc nãy thì bị sạt, lúc nãy anh Trinh sửa rất là phẳng luôn rồi. Đấy, xe máy ô tô qua lại thoải mái. May mà anh em có một số phương tiện ở đây thì mới sửa được nhanh thế. Không thì để như lúc sáng thì bà con qua lại vất vả quá. Đâu về đây? À, dưới kia về anh. À.
đây về tới lán thì mọi thứ đều vắng tanh rồi các bạn. Cái phần bao xi kia là anh em để chát nốt cái biển này. Sáng nay vừa chát. Giờ chỉ còn lại những con gà và cái lán của anh em ở lại thôi. Bao nhiêu kỷ niệm làm cùng bà con thi công công trình vậy là đã trôi qua hết các bạn. Đấy, đây là những con gà mà trong thời gian anh em làm công trình ở đây anh em đấy, mua của bà con về để nuôi. Gà trống gà mái đã to hết rồi, cả đàn ngan ở trong này nhé. Chắc là phải làm một cái lồng gì đấy mới di chuyển gà đi được thôi. Gà với ngan đầy đủ thôi. Hôm nay là bữa cơm trưa ở đây, anh em không tính là sẽ ở lại đâu, tính là về thôi, nhưng mà trưa nay cũng khá muộn rồi đấy. Hiện tại bây giờ đã 12 giờ rồi các bạn. Mình vừa phi vào trong bản, lúc nãy hạ đồ xong phi vào bản mua được 4 gói mì tôm, hai anh em mỗi người 2 gói. Thì sẽ nấu mì tôm ăn tạm trưa xong rồi chiều về bản thôi. Quá may các bác ạ, anh em vừa bốc xong đồ, gửi xong đồ thì trời mưa xuống rồi. Mai thời tiết báo là có bão ấy, từ chiều nay đến hết ngày mai. May mắn là anh em gửi xong hết đồ, đã các thứ. Còn máy xúc với lại cái bồn và các thứ anh em sẽ mang lên nhà trên này để gửi. Nhà trên này có sân rộng các bạn, để tiện đường lúc nào di chuyển ra luôn. Giai đoạn anh em thu dọn đồ đạc thôi. Chăn chiếu thì từ hồi bắt đầu đến làm công trình mang lên, về giặt là vừa. Ui, ba lô còn bụi hết. Tống hết vào bao. Đấy. Đây là một cái túi ngủ được bác Tuấn Vương tặng cho. Cái này được mùa đông anh em làm ở khe bác á, nằm ấm lắm. Với lại đỡ đau lưng. Đồ nghề của anh Trinh là nhiều nhất. Bao nhiêu kỷ niệm tại lán công trình. Vậy đã xong, chuẩn bị rút quân rồi. Trong các công trình thì ở cái lán này là nhiều con dĩn nhất các bác. Không biết ở chỗ các bác đã từng có con dĩn này chưa. Nó chỉ bé bé bằng đầu cái tăm thôi. Đấy, bằng đầu cái tăm này thôi. Cái màn kia còn lọt vào được cơ các bạn. Buổi trưa ở đây ngủ toàn là phải đắp chăn với lại lấy áo đắp thôi. Cứ hở chỗ nào là nó cắn chỗ đấy, ngứa cực luôn. Ok, dọn hết đồ và chẳng lên xe máy. Đồ chẳng lên xe à. Được hẳn một chuyến xe máy luôn đấy. Công trình đã xong, cả cái mũ hàn này anh em định để hàn cái bồn trước, nhưng mà hôm nay vội quá anh em lại chuyển máy phát đi rồi. Nào
anh em chuyển sang công trình nào thì mới hàn lại vậy. Ok rồi. Đây hiện tại vợ chồng anh Kính đang đến nhà chị Út. Cũng khá lâu rồi mới vào đến đây. Chắc phải khoảng độ 2-3 tháng gì đấy. Ở đây khu vực trồng ruộng lúa đã lên tốt rồi. Cái này là vào vụ thứ 2 rồi đấy. Không biết bà có ở nhà không? Đây vào trong nhà đây này. Em chào bác đi. Em chào chị nhá. Em chào bác nhá. Bác khỏe không? Bỏ dép ra, đi lên chưa? Đây là đến nhà chị Út rồi. Sao này nhìn chị béo hẳn lên đấy. Đấy chị béo. Đấy, đứa nó. Chân cũng thế. Ủa, thế được rồi, may mắn thế. Ừ. Chị gái mua thuốc cho ăn thuốc bôi quá. Thuốc bôi như kiểu đợt trước ấy quá. À, cái này kha cả chị. Loại mới à? Ừ, cái này mới. Loại mới cho chị. Ủa, con này. Chị gái mua cho. Chị gái. Đây, bây giờ là hợp thuốc này này nhỉ? Ừ. Chị gái làm ra đồng nào cho em mua thuốc cho em gái hết. Chồng chị cũng kiểu... bị bệnh tháng nào chị cũng đi thuốc đấy thuốc cho chị nhé. Đây này thuốc này lại hợp. Cái đấy. Này là bôi hả chị? Bôi. Hôm nay vợ chồng em đến có thuốc của chú Hiếu. Chú Hiếu ở bên Mỹ có gửi lên cho chị hai hộp. Hai hộp thuốc này giống như cái thuốc đợt trước ấy. Thuốc này thuốc đau khớp này. Thuốc đau khớp. Đợt có đợt chị cũng hỏi mình mà nhỉ. Ừ. Là đợt kem thì biết cả. Đợt uống hết anh chị gọi em đi nhỉ. Kem thì chú mới gửi lên hôm qua. Hôm nay hôm qua thì em đi bản về muộn quá. Nên là hôm nay mới về sớm một tí thì mới lên đây được. Thế này bánh cho chị. Cả bánh của chú gửi đến cho chị. Hoa quả của bác Hiếu gửi lên cho mấy người Mỹ. Thuốc này mỗi ngày uống một viên thôi nha chị nhá. Uống như lần trước. Vẫn như đợt trước. Trước chị uống hết 2 tháng. Sướng nọ. Bây giờ nhìn chị thích thật đấy. Béo lên đi. Béo trắng này. Ăn được cơm nữa các. Ăn được cơm. Béo lên. Trắng một bát sượt. Nhưng mà nó chưa dứt điểm hẳn, như tái đi tái lại. Mình cứ uống thường xuyên bôi. Cái này là bôi chứ có chị bôi. Chị mua nhờ người mua đến Trung Quốc đi. Sao chị biết kiểu như kiểu này thuốc này bôi thuốc này thuốc trên mạng mà. Trên mạng cũng có. À, thế nhỉ.